Dạ vâng, hello, xin chào cả nhà nhé. Chào cả nhà lại quay lại kênh bán MacBook của em hôm nay nhé. Thì hôm nay em đang mới về được thêm 5 cây MacBook mọi người nhé. Cây này MacBook Pro 2019 bản 16 inch mọi người nhé. Giá con này đang quanh khoảng 14 thôi. Máy đẹp luôn mọi người nhé. Tiếp theo đây mọi người này, 2019, 2018 này, 2020. Nói chung là hôm nay thì về đủ đủ các mã cho mọi người đấy nhé. Bắt đầu mua máy nào thì mọi người cứ nhắn tin gọi điện trực tiếp qua cho em nhé. Em sẽ quay lần lượt cho mọi người xem nhé. Đầu tiên thì sẽ lên cho mọi người một cây MacBook Pro nhé. Con này thì là MacBook Pro đời, em chưa biết đời nào, em sẽ quay cho mọi người xem đó. Đấy, mặt A đây mọi người nhé. Máy thì cũng toàn máy gọi là tương đối là đẹp thôi. Đấy, mặt A đây. Này. Máy thì cũng không cần móp, quan trọng nhất là nó không cần móp gì cả. Còn ngoại hình thì cũng tương đối thôi, không được quá xuất sắc. Còn nào nó xuất sắc thì em sẽ báo ngay là máy cực kỳ xuất sắc. Còn máy nào nó gọi là có phẩy nhẹ thì em báo phẩy nhẹ nhá. Đấy, nó cũng có xước nhẹ, không ảnh nhưng mà không ảnh hưởng gì cả. Mọi người nhìn, nói chung là nhìn ok, nhìn qua thì nó cũng ok thôi, không 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 có cảm giác gì đâu. Còn đây nhá, model của máy đây, model là A1989 nhá. Đấy, series của máy đây. Đấy, cái C02 đấy mọi người nhé, series trùng vỏ nhé. Đấy, này, thì miếng bể tì tay, nói chung là máy cũng sử dụng chưa nhiều nên là cái chỗ này nó không không bị mờ đâu. Đấy, bên này có một sticker này, bên này nó đẹp, nó không có vấn đề gì cả. Đấy, máy em để không nó có bị bụi một chút. Đây chưa? Tút tút bát tút ba này đẹp luôn nhá. Màn của con này thì màn 13,3 inch Retina 2K mọi người nhá. Đây, con này thì là MacBook Pro 2018 nhá, bản 13 inch này. Đấy, con này thì nó lại là cái bản cấu hình cao thì nó có 4 cổng Type-C mọi người nhá. Đây mọi người nhìn này. Đấy, bên này 2 cổng, bên kia 2 cổng. Bản cấu hình cao 4 cổng Type-C. Bộ xử lý của nó là 2.4 i5 loại tứ mọi người nhé. Bộ xử lý 2.4 i5 loại tứ nhé. Bộ nhớ RAM là 16 GB. Con này được cái ổ lưu trữ của nó là 512 GB cơ. Đấy, MacBook Pro 2018 i5 16 512 GB luôn. Đấy, báo cáo hệ thống này. Đây mọi người, pin con này thì con này thì pin rất là tốt mọi người nhé. Đấy, máy thì không được đẹp lắm nhưng pin 4800 có gần như gần là 99% luôn rồi. Đấy, pin rất là tốt luôn nhé. Riêng con này pin thì quá là ngon. Đấy, pin cực kỳ tốt luôn, 98-99%. Đó, bắt đầu lấy thì cứ alo trực tiếp hoặc là gọi điện cho em nhé. Bên em thì sẵn các dòng máy giá rẻ từ 4 triệu, 5 triệu đến tầm 2, 3, 40 triệu mọi người nhé. Đấy, máy MacBook thì sẵn rất là nhiều. Nói chung là đa phần là cũng sẵn đủ các dòng luôn rồi. Đây nhé, vân tay này. Máy thì không lỗi chức năng nhé, vân tay đầy đủ, em sẽ test hết cho mọi người luôn. Này, vân tay này. Vân tay đầy đủ. Màn biết các kiểu ok đẹp nhé. Đây nhé, máy màn zin luôn nhé, su tông còn đấy mọi người nhé. Đấy, bật tắt su tông ok này. Đó, không có thay thế sửa chữa. Màn biết là kiểu ok chuẩn đẹp luôn. Giá con này em để cho mọi người là 9 triệu 7 nhé mọi người nhá. 9 triệu 7 nhé. MacBook Pro 2018 13 inch. MacBook Pro 2018 i5 16 512 GB, giá 9 triệu 7. Đấy, màn biết là kiểu đẹp, không ám ố luôn. Chuẩn đẹp luôn nhá. Chu tông chu tiết các kiểu đầy đủ, không thiếu. Đó, camera này. Đấy, camera đẹp luôn nhé, không vấn đề mọi người nhé. Đó, bắt đầu lấy thì cứ alo cho em nhé, em sẽ test âm thanh cho mọi người này. Yếu à, ghê ghê, nhiều đấy phải chế ngủ nghỉ.
Shaper AI is an SD model hub dedicated to the design and creative sectors, gathering over 50,000. Đó, mọi người thấy nhá, phím âm thanh và hiển thị các kiểu thì đều rất là ok mọi người nhé. Con này thì giá 9 triệu 7 cho bác là lấy này. MacBook Pro 2018 i5 16512. Cài Win song song ok mọi người nhé. Đó, em sẽ dừng lại con này ở đây. Tiếp theo lên cho mọi người một con nữa nhé. Con này cũng là MacBook Pro. Con này ngoại hình đẹp hơn con 2018 vừa xong mọi người nhé, nhưng mà em chưa biết cấu hình cụ thể của nó là như thế nào. Đấy, ngoài như kiểu nét cũng nét đẹp mọi người nhé, bản 4 cổng luôn. Đấy, ngoại hình các kiểu rất ok nhá. Đây series của máy đây, C02 đây. Con này là A2251 thì con này là Pro đời 2020 mọi người nhé. Pro đời 2020, MacBook Pro đời 2020 máy US mọi người nhé, máy US luôn. Máy con này thì rất là đẹp này. Đấy, máy US. Máy US thì nó sẽ khác Gia một chút thôi, còn nói chung là vì hai máy thì nó cũng không khác gì nhiều đâu. Nó khác ít thôi. Đây, giới thiệu về máy này. Đấy, MacBook Pro đây mọi người nhé, MacBook Pro đời 2020. Bộ xử lý của nó là 2.0 nha mọi người nhé, 2020 này bộ xử lý 2.0 này, và 2020 có cả 1.4 ấy mọi người nhé. Đấy, con này là bản cấu hình cao thì nó là bản 2.0. đấy, i5 RAM 16 nhá, ổ lưu trữ con này là SSD của nó là 512 GB, cài Win xong ngon lành luôn mọi người nhé, i5 16512. Đấy, nguồn điện của con này em xem này, nguồn điện con này thì đây mọi người này. Đấy, còn 4200 thì cũng ok ngon, dùng tầm 4-5 tiếng mọi người nhé, 5 tiếng 6 tiếng ok mượt mà luôn. À, nói chung là cứ trên 4.000 là ngon rồi, MacBook bây giờ cứ trên 4.000 là ok là ngon rồi, từ dưới 4.000 thì cũng vẫn ok, tầm 3.300 kiểu thì mới 3.300 3.200 thì mới có vấn đề mọi người nhé. Đó, em bán nhiều em biết, nói chung là vẫn dùng ok ngon, camera kiểu máy hiển thị màn hình kiểu rất là ok, rất là đẹp mọi người nhé. Máy hiển thị kiểu ok, camera đầy đủ, không lỗi chức năng đâu. Vân tay, chu tông thì đều có hết mọi người nhé. Đấy, máy màn nâu thì nó sẽ không có chu tông đâu mọi người nhé. Đây, chu tông này. Đấy, bật tắt chu tông này. Màn zin thì mới có nhé, còn màn nâu là không có đâu. Đây, em cứ test cho mọi người. Nói chung là em bán hàng thì bác nào mua máy rồi thì mọi người cho em xin một cái feedback nhé. Tại vì cũng có nhiều người họ chả mua hàng, họ cứ chửi mình là lừa đảo, kiểu thật ra là nó không hay, tại vì mình người ta có mua hàng của mình đâu, người ta đi chửi mình nhé. Nếu bắt đầu mua thì cứ alo trực tiếp, gọi điện. Màu miếng kiểu thì em cũng test hết cho mọi người rồi, màn miếng kiểu test hết cho mọi người đầy đủ đẹp rồi. Nếu bắt đầu lấy thì cứ alo cho em nhé. Đấy, con này MacBook Pro 2020 i5 16512 nhé, giá của nó là 13.2 triệu mọi người nhé, máy US giá 13.2 triệu. Đấy, máy GA thì nó sẽ rẻ hơn. Đấy, mọi người mua thì cứ máy US thì nó sẽ đắt hơn máy GA một ít. Còn sử dụng thì nó không khác gì cả, nó chỉ khác một ít ở cái chỗ bàn phím thôi. Đây, máy US thì bàn phím như thế này, còn GA thì nó không, bàn phím nó khác một tí thôi. Đó, nó không không còn sử dụng một chip chủng các kiểu thì nó không 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 khác gì cả đâu nhá, nó giống nhau à.
âm thanh hiển thị kiểu thì nó cũng không không khác gì nhau, tất cả mọi thứ nó giống nhau, thì khác một ít ở cái bàn phím thôi. Đấy, mọi người mua thì nó sẽ GA thì sẽ rẻ hơn một tí. Đây em vừa phát nhạc vừa test phím cho mọi người luôn nhé. Shaker AI is an SD model hub dedicated to the design and creative sectors, gathering over 50,000 free, high-quality SD models. Whether you need architectural design, anime creation, portrait photography, illustrations, logo design, or 3D models, Shaker AI can meet all your needs. Not only does it offer a wide array of high-quality models, but đấy, âm thanh hiển thị của Mac thì cực kỳ tốt mọi người nhé. Con này thì em để cho mọi người 13 triệu 2 mọi người nhé. Đấy, máy US đẹp luôn mọi người nhé, sạc ít, pin cao. Con này để đây. Tiếp theo lên cho mọi người một con nhé, 2018 rồi. Rồi con này là MacBook 2019 này. Đó, con này tiếp tục là một con máy US nữa nha mọi người nhé, giá 11 triệu. MacBook Pro đời 2019 i5 nhé, i5 RAM 16 ổ SSD của nó là 512 GB nhé, i5 16 SSD là 512, máy US. Đấy, em sẽ để cho mọi người con này với cái giá là 11 triệu mọi người nhé. Đấy, mặt trên mặt dưới thì đều ok đẹp, không vấn đề gì cả. Bắt đầu lấy thì cứ alo cho em. Đây nhá, tút ID tab 3 kiểu dùng ok đẹp luôn này, ngoại hình này, máy này, máy US đẹp nhé. Đợt này mới về được mấy cây US, bình thường bên em thì đa phần là vẫn là máy Nhật, nhưng mà máy US thì cũng ít có thôi, nói chung là nhưng mà nó vẫn có, nhưng mà nó sẽ ít hơn máy US Asia mọi người nhé. Đấy, máy thì qua sử dụng chất lượng là ổn định cho mọi người. Đấy, đang chạy macOS Big Sur nhé, 13 inch đời 2019 nhé, bộ xử lý là 1.4 i5 nội từ nhé, RAM 16 GB này. Đấy, bộ đồ họa của nó là Intel Graphics nhé. Đấy, series trùng vỏ này. Ổ nó chữ là 512 GB, mọi người cài Win song song thoải mái ok nhé. 2019 i5 16512. Giá là 11 triệu mọi người nhé. 11 triệu thôi, pin con này sạc 416 lần, pin còn 4000 nhé. Nói chung pin 4000 thì ok đủ dùng tầm 4 5 tiếng, dùng bình thường có thể hơn 5 tiếng một tí. Đấy, em sẽ test camera cho mọi người nhé. Máy thì là đủ chức năng không lỗi mọi người nhé, máy đủ chức năng không lỗi. Đây màn, đây màn đẹp không lỗi luôn nhé, bán cho mọi người. Đấy, màn zin đẹp này. Đó, mọi người mua thì cứ alo cho em nhé, màn chuẩn đẹp luôn, không không bán màn lỗi cho mọi người đâu, nên mọi người mua là yên tâm nhé. Này, MacBook Pro đời 2019 nhé, i5 16512 nhé, màn màn chuẩn luôn nhé. Máy thì chu tông cũng còn luôn mọi người nhé, không lỗi đâu. Đây, chu bật tắt chu tông này, đó. Mọi người nhìn thấy không? Chu tông nhé. Chu tông đầy đủ. Máy không lỗi, vân tay các kiểu đầy đủ luôn, vân tay chu tông camera tất ba ấy, tất bát các kiểu ok ngon lành, tút ID ok. Đấy, bắt đầu lấy mọi người nhắn tin cho em nhé, giá con này thì để cho mọi người 11 triệu thôi nhá, i5 16512, hỗ trợ mọi người cài Win, lướt web, xem phim. Âm thanh hay,
em sẽ test qua xong em đi test test con 2016 inch mọi người nhá, test 16 inch cho các bác. Đây âm thanh mọi người nghe này. Tiếp theo nên một con hàng này thì khá là hot, tại vì em bán con này cũng khá là nhiều nhá. Để mà gọi là máy Intel thì cái dòng này nó mạnh nhất luôn mọi người nhé, nó mạnh hơn cả con 2020, mặc dù nó là MacBook 2019 nhé, nhưng mà nó sẽ mạnh hơn cả MacBook Intel đời 2020 mọi người nhé. Con này là MacBook Pro đời 2019 bản 16 inch nhé, card RAID 4GB. Con này thì phù hợp cho mọi người mua về làm đồ họa, làm video, làm hình ảnh. Thì con này màn nó rất là đẹp nhé, màn 16 inch Retina 3K mọi người nhé. Đấy màn rất là đẹp, viền mỏng. Máy thì màu silver mọi người nhé. Tất cả những con trước thì đều là màu gray, còn con này là màu silver. Cấu hình con này là i7, RAM 16 nhé, ổ SSD là 512GB, vẫn hỗ trợ mọi người có thể cài Win song song, ok đẹp. Đấy, cái dòng màu silver này thì màu nó sẽ đẹp hơn là máy màu gray mọi người nhé. Đấy, cái này dính một ít cái keo băng dính ở đây, lúc nãy em vệ sinh cho mọi người sau nhé. Đấy, màu silver thì màn ngoài nó sẽ đẹp đẹp hơn là máy bình thường. Đây này, đây mọi người nhé, phím với cả tớt ba đầy đủ, máy không lỗi gì nhé, vân tay là đời 2019 nhưng mà là phím cắt kéo mọi người nhé. Mọi người nhìn màn hiển thị đẹp chưa, màn của nó là Retina 3K mọi người nhé. Đây, giới thiệu về máy này. MacBook Pro đời 2019 16 inch, chip i7 2.6 i7 6 nhân nhé. Đấy, i7 6 nhân. Bộ nhớ là RAM 16 GB mọi người này. RAM 16 GB, ổ SSD của nó là 512. Đấy, pin con này thì cũng bình thường, tầm 3 tiếng rưỡi 4 tiếng 5 tiếng pin thì còn khoảng 7K mọi người nhé. Đấy, ok vẫn dùng bình thường thoải mái cho mọi người, dám để cho mọi người con này là 14 triệu thôi nhé. Máy ngoại hình thì quá là đẹp luôn nha mọi người nhé, màu silver nó cái màu này thì cũng đẹp luôn, nói chung là giá quá đẹp, màn quá đẹp. Ở màu silver cái quan trọng nhất là cái màn và bảo mật vân tay các kiểu thì cũng đầy đủ mọi người nhé. Đây màn zin bật tắt chu tông ok này, đây mọi người có nhìn rõ không? Đó, bật tắt chu tông thoải mái luôn nhé. Đó, màn zin thì mới có bật tắt chu tông mọi người nhé, còn màn nâu thì nó sẽ không có nữa đâu, màn nâu thì nó sẽ mất cái chu tông, nó giống như iPhone đấy mọi người nhé, màn nâu thì sẽ mất chu tông. Nếu con này về mọi người sử dụng thì có sạc đi theo 85W mọi người nhé, vân tay đầy đủ này. Đó, như con này lấy về làm việc thì quá là ngon luôn nhé, hiển thị hình ảnh các thứ thì thực sự nó cực kỳ đẹp. Này, màn zin không hề ám ố hay lưu ảnh lưu màu gì nhé, 16 inch màn zin đẹp căng luôn, màu trắng này, màu đỏ này, đấy màu đỏ zin đẹp căng luôn nhé. Mọi người mua thì alo trực tiếp hoặc gọi điện cho em nhé, có đúng một con duy nhất này nữa thôi, máy thì rất là đẹp rồi. Đấy, đợt này nó không về thêm được máy đẹp, đợt này về đúng một con duy nhất này thôi. Bác nào đấy thì alo cho em nhé, 14 triệu mọi người nhé. Bình thường toàn bán 14 triệu 4, 14 triệu 5 thôi, nhưng con này hôm nay em để cho mọi người giá 14 tròn. Còn âm thanh bộ này thì rất chơi cực kỳ luôn mọi người nhé, âm thanh bộ này không thể chê được đi đâu cả. Em chưa từng nghe một con máy nào, chưa từng nghe một con máy tính nào âm thanh được hay như con này luôn. Đây này em chia sẻ thật, con 16 inch 2019 này âm thanh của nó nghe nghe thực sự là quá là đã luôn. Shaper AI is an SD model hub dedicated to the design and creative sectors, gathering over 50,000 free. Thank you.
Đó, em sẽ xin phép mọi người là sẽ kết thúc video ở đây mọi người nhé. Bác nào lấy được máy nào thì mọi người cứ nhắn tin gọi điện alo trực tiếp cho em nhé.